Xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Quay trở lại với kênh YouTube về miền tuyết trắng nhé. Mình là Thanh MC. Ngày hôm nay thì tất cả anh em nhà mình hôm nay lại tổ chức gọi là một bữa liên hoan này. Này là gia đình của Vũ Linh tổ chức gọi là bữa thịt nướng liên hoan hạ cánh an toàn vào nước Nga, mời anh em đi nướng thịt đây. Bây giờ là mọi người đang chuẩn bị gọi là làm đồ ăn nhé hoa em. Đầu bếp Kim này đường xay gọi là các loại thịt để nướng này. Anh em gọi là làm đi mua thực phẩm về bây giờ đường làm này. Những món ăn rất là ngon. Toàn những đầu bếp và máy móc rất là hiện đại xay các loại gia vị và thịt đây. Đây là cho những các gì vào xay đây? Nhiều loại lắm. Các loại da rẻm toàn là thịt này. Là ngon này. Là móc mật này. Nắm móc mật này. Cả lá ngón nữa. Ừ. Khiếp thật. Đây là toàn những lá ngón, lá ngón đều từ Thịnh Hoa ra đấy. Ừ. Đây các bạn thấy đây, món gọi là món này là không thể thiếu được đối với người Việt Nam ở ở Nga nhé. Món này là món cừu. Mà cừu là phải chọn những các cái con cừu thành phẩm rất là ngon. Này. Sườn rất là ngon nhé các bạn thấy đấy. Gia vị ướp ở đây rồi. Một loại những các loại gia vị mà ướp vào đây là có đầy đủ hết. Bột quế này, hồi này, ngũ vị hương này, rồi là thìa là này, vừng này, ớt này, các loại thêm những các loại gia vị, một số gia vị nữa của Tây tôi cũng không biết được là nó là những các cái gì, nhưng mà khi ướp lên thì rất là ngon. Cho cả một tí dầu ô liu vào đây này. Thì đúng là nó không bị cháy mà gọi là rất là ngon. Món cừu này thì tất cả người Việt Nam mà sống ở Nga thì tất cả ai cũng được thưởng thức rồi. Ăn nướng này rất là thơm mà ngon và mềm, thịt rất là ngọt. Đây là một trong những thực phẩm thịt sạch nhất đây. Cừu là chỉ có ăn cỏ thôi cho nên là thịt sạch lắm, rất là ngon. Và hôm nay là có đùi gà nữa này. Các bạn thấy đây, đùi gà gọi là đương làm rồi đây. Đây là món đùi gà KFC. Đùi gà KFC, làm đùi gà KFC. Mình mua cái hàng quá mùi đâu nhỉ? Đây là món thịt lợn ở đây nhỉ, các bạn thấy đây. Thịt lợn vai gọi là ướp. Mặc dù là ở Nga nhưng mà cũng có gia vị hết coi như là. Tất cả những các cái gia vị mà đồ lướng là ở Việt Nam là chuyển sang Nga này cho nên là anh em chúng tôi cũng mua có hết nhé. Như là hạt dổi này, mắc khén này là có hết ở trong này, này. Hạt dổi mắc khén rồi là các thứ này anh em tôi ướp hết rồi. Các bạn thấy đấy, rất là ngon. Đây là món thịt lợn xay nhé. Trong này là có cả mộc nhĩ lâm hương này. Ướp hết mộc nhĩ lâm hương này. Rồi là ớt tươi này. Cho vào coi là rất là ngon này. Máy móc coi là thiết bị xay các bạn thấy đây. Trong này là máy xay hành, rồi là cho cả táo xanh, rồi là hành, rồi là các loại cam, nước kia nó cho vào để cho ướp. Mà ướp coi là trong vòng khoảng 3 tiếng. Ướp trong vòng 3 tiếng thì đến lúc mang đi nướng thì mà nó, thịt nó rất là mềm và rất là ngon. Hôm nay là bao khách? 30 người. Thế mà thực phẩm này là mua là tổng là bao nhiêu kg? 30 cân. Thế là vào mỗi người một cân thịt đúng không? Chưa kể gọi là đồ uống, bia rượu, nước ngọt, rồi bánh mì, rồi hoa quả tươi, rồi các loại bóp lộn nữa, hành và coi là dưa chuột nữa. Cho nên là thường thì ở bên Nga này là người Việt Nam bên Nga này là mùa hè là anh em chúng tôi là cứ thường là một tuần một lần đi nướng thịt. Có những tuần mà lay mai mà tháng 5, tháng 6 nó nắng ấm nên là phải tranh thủ tuần đi 2 lần. Năm nào cũng vậy. Nên là ở bên Nga này thì cái món thịt nướng là món truyền thống rồi.
rất là ai cũng nghiện cái món đấy, mà nhất là lại thịt nướng xong uống với rượu vodka của Nga, rượu Kremlin hoặc Beluga nữa thì phải nói là uống đến đâu phê lòi đấy luôn. Phụ nữ thì thịt nướng uống với cả coca và uống nước sốc nha, nước sốc Campot cũng có rồi, nước sốc, nước táo, nước lê rồi, nước cam, vi lô, các thứ là rất là nhiều. Rất là, những các cái đồ rất là ngon. Ở Nga nhưng mà nói chung là không thiếu gì. Thế này mà các ông cứ kêu là đi Nga khổ đấy, các bác thấy đấy. Khổ mà gọi tuần nào các bố cũng đánh chén ngoài nè. Mặc dù là gọi là ở Nga, nước Nga coi như là tình hình hiện nay kinh tế chính trị là theo như một số báo chí gọi là kinh tế là khó khăn, nhưng mà thật ra không phải đâu các bác. Đồ ăn thức uống ở bên Nga này thật ra là rất là rẻ, nếu như mà nói rẻ như ở Việt Nam luôn. Thịt lợn rồi là thịt gà rồi cá rồi là các loại thực phẩm, thịt bò thì rất rẻ lắm. Ở bên này thì người dân đạo Hồi là họ không ăn thịt lợn nha các bác nhé, dân đạo Hồi đấy là không ăn thịt lợn đâu. Đấy, họ chỉ ăn thịt cừu, thịt bò rồi là gà thôi, chứ còn thịt lợn là họ không ăn, cho nên là thịt lợn là rất là rẻ. Thịt lợn, thịt cừu cũng rẻ lắm. Cừu này thì mua là có 10, tính ra là 10 đô một cân có đúng không? 10 đô một cân thôi thì cũng vào 240.000 tiền Việt Nam. Thịt bò thì còn rẻ hơn thịt cừu. Bò chỉ 8 đô một cân. 8 đô là 28164832 là vào khoảng 192.000 một kg so với thị trường ở Việt Nam. Đây là anh em chúng tôi là tấu hết rồi, làm hết thực phẩm của anh chuẩn bị hết rồi, cho nên là chỉ thuê chỗ ở ngoài công viên, chỗ vẫn mọi khi anh em vẫn ăn uống đấy, là thuê ở đấy là có giá là hơn 100 đô. 100 đô một cái chỗ để ngồi ăn và nướng thịt. Mùa này thì là anh em chúng tôi thuê ở đấy. Nói chung là nó cũng vẫn lạnh, nhưng mà nói chung là thời tiết ngày hôm nay thì cũng rất là ấm rồi. 17 độ, ở ngoài trời hôm nay là dương 17 độ nhé các bác nhé. Dương 17 độ. Còn nếu nay mai mà chính thức tháng 5, tháng 6 nó vào mùa hè thì nó sẽ dương độ khoảng 27, 28 độ. Thì lúc bây giờ anh em sẽ đi ra hồ, ra hồ coi là nướng thịt ở ngoài hồ, vừa nướng thịt vừa câu cá, giải trí. Thì mình sẽ không phải mất cái tiền thuê chỗ. Còn bây giờ là vẫn lạnh ở ngoài hồ, chưa nướng được, thì anh em phải ra ngoài công viên thuê chỗ ở đấy để nướng thịt và ăn ở trong đó cho nó ấm cúng. Ngày hôm nay là bữa tiệc là Vũ Linh mới ở bên Việt Nam sang bên Nga này. Anh cũng về Việt Nam ăn Tết với cả gia đình, bố mẹ ở gia đình, nhưng mà ở nhà khai trương cái cửa hàng điện máy cho con trai ở thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa, nên là bây giờ hôm nay tuần vừa rồi mới sang được Nga, nên là anh em là tổ chức liên hoan. Trong anh em chơi với nhau thì ai cũng vậy, mỗi khi về là liên hoan, và khi sang thì lại tổ chức ăn liên hoan tập trung với nhau để cho nó vui. Và hôm nay là cũng có mời một số bạn bè đồng hương ở trong Thanh Hóa của anh Ninh nữa, đang ăn với cả anh em rất là vui. Đây các bạn thấy đây, đây là hành tây nhé, hành tây gọi là thái ra để bóp lộn này. Đây là hành tây đương ướp đá đây, để cho nó hết cái mùi hắc đây này. Đây này, rượu rồi. Toàn rượu, rượu ngon, rượu Kremlin mới cả rượu Ruski Standard đây. Rượu này thì ở Việt Nam đấy, là họ bán ở Việt Nam là tầm, nó rơi vào tầm độ khoảng 1,4-1,5 triệu một chai rượu, một chai Kremlin. Đây là chai Standard, Ruski Standard Vodka. Chai Kremlin và chai Ruski Standard và chai Beluga cá mập thì nói chung là giá nó cũng tương đương như nhau hết. Tính ra tiền Việt Nam thì nó khoảng 1,4-1,5 triệu một chai. Đây là dưa chuột đây, để thái ra để bóp lộn này các bạn.
Đấy cho cả lá lốt vào. Vâng. Ừ, lá lốt này thì thơm lắm. Lá lốt ở Bắc Giang thì. Lá lốt ở đâu? Bắc Giang. Bắc Giang ấy. Hôm nay toàn toàn Hà Giang, ngon. Hà Giang, Bắc Giang, Hà Giang. Toàn món ngon. Cái thịt xay này có lá lốt rồi là các loại hạt dổi mắc khén thơm lắm, cho vào Hà Giang đúng không? Đồ hầu như cái đồ gia vị mà lướng đấy thì hầu như chủ yếu là ở khu vực miền cao phía Tây Bắc. Gia vị đồ lướng là ngon nhất, là ví dụ như là những lợn quay là nó có những các cái lá mông mật đấy. Hạt dổi mắc khén, lá mông mật các thứ rất là ngon. Đồ lướng này thì các bác nếu như mà lướng thịt đấy là nói chung là mỗi một vùng miền thì nó một khác, nhưng mà anh em chúng tôi ăn ở bên này là hầu như là phải xay ví dụ như là táo xanh cho tùy theo cứ tầm độ khoảng một yến thịt thì các bạn cho độ khoảng 2 quả táo xanh xay ra và 2 quả nước cam nhé. Nước cam xay vắt ra lấy nước không để cho vào cho nó ướp cho nó mềm thịt và coi là nó rất là ngọt, thịt rất là ngon khi lướng là nó không cháy, và cho hết cả hạt dổi mắc khén các thứ vào thì rất là thơm. Mọi khi là có hôm nay là làm thêm một món thịt xay để lướng này. Này thì rất là ngon, thơm lắm. Ngoài công viên bây giờ đúng đồ lướng này mà thời tiết này thì ăn uống thì rất là ngon rồi đúng không? Mát mẻ không, là ăn uống rượu thì ngon đấy. Tuyệt vời luôn. Bên trong nhà nóng. Không, như em nghĩ ở ngoài trời thì dương 17 độ thì nó vẫn. Ở trong nhà kính á. Món ngon thật. Ướp vào cái thịt cừu này nướng là mùi nó thơm, cái mỡ cừu này chảy ra nó thơm lắm. Người bên Nga này ăn cái bánh gọi là bánh samsa đấy, thì bao giờ nó cũng có những các cái mỡ cừu này nướng mùi nó thơm lắm ạ. Bánh samsa của dân Đầu Đen, dân Tajik rồi là Kyrgyz, họ làm các cái bánh đấy, dân đạo Hồi họ hay ăn những các cái bánh rất là thơm ngon. Hả? Cái thịt đấy á? Bởi vì nó xay nó ấy, cái thịt nếu như để mà lướng mà lâu chín là những các cái thịt thái to này thì là lướng sẽ lâu chín hơn. Này các bác thấy đây, thời tiết ngày hôm nay rất là đẹp nhá. Tí nữa thì bọn mình sẽ ra cái công viên kia kìa, chỗ mọi khi đấy, thuê chỗ ở ngoài đấy và lướng thịt ở ngoài đấy. Thời tiết ngày hôm nay nắng ấm lắm, dưới đường rất là thời tiết rất là đẹp, nắng ấm, có ánh nắng mặt trời. Thời tiết rất là đẹp. Thường thì anh em chúng tôi ở bên này là cứ tầm độ khoảng 5 giờ thì là khu vực trung tâm thương mại đóng cửa, thì là tất cả bà con anh em sẽ đi bán hàng về thì là đi thẳng ra công viên để ăn thịt nướng ngoài đấy thôi. Đây là những các cái quang cảnh mà mình đứng ở trên ban công tầng 6 đây, mình quay ra đây. Chiều hôm nay thì bọn mình sẽ tập trung hết ở ngoài ban công, ngoài công viên kia nhé các bác nhé. Có 27 người thôi ấy. Thế sao bảo 30 mà? Nó trên YouTube. 28 người. 28 người. Chung là ăn như thế là mua là nhiều đồ ấy nhỉ. Chung đội quân nhà mình bao giờ ăn cũng mua nhiều đồ. 28 người đồ. Có 3 người đi. Còn 21 người 7 lạng. 7 lạng các thứ nữa này, còn đồ uống, bánh mì, bánh miếng nó vào là nhiều hoa quả các thứ này. Hiện tại thì anh em nhà mình đã ra ngoài công viên rồi các bạn, đã mang hết thực phẩm ra ngoài này rồi. Bây giờ là đang chuẩn bị để cho thịt vào xiên để nướng. Đây là quang cảnh công viên đây. Này thời tiết nắng đẹp lắm các bạn, thời tiết ấm áp. Thời tiết rất là nắng đẹp. Bây
bây giờ là 4:30 chiều rồi. Bây giờ cho nên là anh em chúng tôi sẽ phải chuẩn bị để cho thịt vào nướng, để tí nữa là khách đến vào là ăn uống là vừa. Đây là ông chủ đây, mà chúng tôi thuê chỗ đây. Đây là anh em mang thêm cả cái bếp của nhà ra đây để nướng, bởi vì cái bếp này là nó hơi bị thấp nên là nướng là thịt nó hay bị cháy. Mình là muốn là cho cái bếp nó cao lên một tí thì khi mà nướng đấy là thịt nó sẽ không bị cháy. Quang cảnh công viên này hôm nay thời tiết nắng ấm rất là đẹp, rất là yên bình đây các bác thấy đây. Cuộc sống của người Nga đây là như vậy. Các cái khu vui chơi giải trí của các cháu thì hiện nay là vẫn chưa làm việc, vẫn chưa có người chơi. Công viên đây buổi chiều đây, nắng ấm lên một tí nữa, thời tiết mà ấm áp lên tí nữa thì bố mẹ các cháu cho các cháu đi công viên chơi rất là đông nhé. Nhưng mà bây giờ thì thời tiết vẫn hơi se lạnh một tí, không được ấm lắm. Rất là yên bình, cuộc sống rất là yên bình. Khu vực này thì là năm nào anh em nhà mình cũng ra đây thuê chỗ ở đây nướng. Nhưng mà đây là những các cái đầu mùa thôi, còn lay mai mà nắng ấm lên thì anh em mình sẽ đi hồ, ra ngoài đấy để câu cá rồi đi tắm và nướng thịt ở ngoài. Năm nay thì mình sẽ cố gắng đi quay để cho các bác xem là bên Nga này người Việt Nam bắt trai và bắt ếch ở bên Nga như nào nhé. Bên này rất là mùa hè rất là nhiều trai và ếch nhiều lắm. Ếch nhiều kinh khủng luôn. Đây Vũ Linh này, ông chủ của bữa tiệc ngày hôm nay đây. Mang ngay hết rồi. Thế mày mua cái gì đâu rồi? Cất đi rồi đây. Đây bây giờ mình nắp thêm cái bếp này nhà mình nữa để cho nó cao nướng nó ấy thôi. Còn cái bếp kia thì sợ nó thấp nó hơi ấy. Nó vừa đổ than rồi đấy. Thịt nướng vàng ươm hết rồi đây. Khách cứ đến là nướng thịt hết rồi đây. Hôm nay là 3 bếp nha các bác nhá. Lướng quay là rất là nhiều bếp nên là hôm nay không phải đợi chờ gì cả. Thịt lợn này không có sức mà ăn nhé, bà bếp không có sức và ươm hết thịt lợn rồi đùi gà. Ơi tưới vào Tuân, không phải là đùi gà kia sợ cháy mất. Một số quay là khách khứa quay là cờ len nút quay là bây giờ thấy về hết rồi đây. Nhân viên của công ty quay là đương tràn về hết rồi đây. Đây là Hà Đồng đây, nhân viên của công ty hôm nay quay đến rất là đấy, các bác thấy đấy. Đấy hôm nay người ngoài để được phải hôm nay người ngoài tới đẹp lắm. Xin chào bà con của công ty nhá. Đây khách quay là đến rất là đông rồi đây. Đấy. Khách khứa quay là về hết rồi, chuẩn bị vào ngồi vào là đánh chén thôi, xong hết rồi. Không, khoai tây của nó lo lướng ấy. Đó là công ty chơi sang đấy, chơi khoai tây. Thế sao cái hồng lại đi đâu? Đấy. Này là lực lượng hôm nay là rất là dày, hùng hậu. Không mỏng như mọi hôm. Mình nhân viên này rất là đông. Chiến hữu là mình có chiến hữu. Các quay là chiến hữu quay là đứng quay là lướng quay là rất là hùng hồn. Ôi rồi rơi rồi đấy. Bia rồi. Hả? À nó kê bên cày giùm giùm
Chính ra ngồi bên nhà kính kia hay hơn Ninh ạ. Ngoài này á? Môi bà rát đã. À, tôi theo Việt Nam đã. Khalolo. 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 Đâu đây em? Đấy, các bác thấy đấy, cuộc sống của bà con cộng đồng người Việt Nam ở bên Nga này, anh em bạn bè là coi là mùa hè này là tụ tập rất là nhiều và rất là đông. Mặc dù là mọi người nhà nhà ai cũng đi kinh doanh hết, nhưng mà sau cái giờ làm việc đấy, bây giờ là 5 giờ rồi thì là mọi người về hết rồi, là sẽ ra ngoài này anh em ăn uống tập trung rất là đông vui. Đây là một buổi thịt nướng để liên hoan, nghĩa là Vũ Linh mới ở Việt Nam sang Nga đây, các bác thấy đây. Bên này thì anh em mùa hè là ăn thịt nướng rất là nhiều. Cái đấy có khi bị cháy đấy đồng ạ. Từ tưới lên. Lực lượng coi như là về rất là đông đủ rồi. Ngồi đâu cơ? À, gần này đây, đi gần cũng tiện. Trong này thì phụ nữ được ngồi hết rồi. Đây, các bà đánh chén à? Không ngại cái gì, ăn tiệc mà lại đưa lên mà lại ngại thế này thì vĩ viết là sao lại thấy ra muộn đây bà Bình vào giấc đầu. Đấy, đội hậu cần này rất là hùng hậu. Thịt hôm nay ướp thế nào? Bà con ăn uống thế nào? Có ngọt không? Chào chị Bình nhá. Chị cứ ngồi đấy đi. Mấy tí mấy anh em ngồi trên đấy thôi. Không, hôm nay ngồi đây sợ bên kia sợ lạnh, ngồi đây cho nó ấm cúng ăn. Đi thẳng ở đây luôn, về tắm giặt đây tao đi làm gì nữa. Ừ. Cái nhà luôn cho xong đi. Thật gớm. Bà Bình vào trong đi. Không, ai lại chim bà. Tiệc thì coi là nó phải vui vẻ chứ. Ăn tiệc nó phải vui. Bà bố con nhà Vĩ bây giờ mới đến kịp đây. Vào sau đây. Bà ăn đi Vĩ. Thảo chào bà con cái cho nó rực rỡ đi. Giơ tay chào bà con. Bảo chào bà con. Giơ tay lên chào bà con bằng tiếng Nga cái cho nó rực rỡ. Chào hẳn bằng tiếng Nga đi xem nào. Bốt mà gì à? Nói to lên xem nào. Mà là gì? Bà xíu bà. Thảo chào tiếng Nga đấy. Ăn
Cái món chả hôm nay làm mới ăn đấy nào, ngon đấy, cả lá lốt lá nước cho vào, cho cả rồi mắc kén đấy, hạt lướng của gia vị của Việt Nam Tây Bắc đây, hạt dổi mắc khén, nó thơm. Nói chung là hôm nay ông Đức này không uống tí rượu là không ăn thua, phải làm tí đi thật cho nó có khí thế. Ba ngày nữa. Vĩ vào sau chén đi. Nhanh rồi. Vĩ lái xe cho nên là Vĩ không uống rượu. Thế thằng bé con này là học lớp mấy? Lớp 3. À học lớp 3, cháu học lớp 3 rồi. À vẫn đương đi nhà trẻ. Bé con là vẫn đương đi nhà trẻ. Vĩ là hôm nay là ba bố con đến rồi, còn một thằng lớn và mẹ nó là bây giờ đương ở bên Đức rồi. Hai mẹ con là đương ở bên Đức rồi. Hai mẹ con mới sang bên Đức. Còn ba bố con thì hiện nay là vẫn đương ở Nga. Ba cháu là để ở bên Nga hết. Ba thấy đây. Người Việt. Sau mấy tháng thì nó đi sang Đức. Chắc là đến Tết anh. Từ ăn Tết. Là cả hai đứa này nó đi luôn. Vâng. Cho sang Đức ở bên Đức. Chán ở Nga rồi. Ở Nga mấy chục năm rồi, bây giờ chán rồi, bây giờ là đi không sang Đức ở. Không làm ăn được nữa đây. Không làm ăn được chứ, bây giờ phải làm ăn như giờ vợ chồng như Hưng Tuân đi thì chả đi đâu, chắc cũng Mỹ, đi Đức, đi Anh, đi thôi. Cứ một năm vài trăm nghìn đô thì cần thì phải đi đâu, chứ mệt. Đấy, thế mà nhiều khi bà con cứ bảo là người Việt Nam ở bên Nga khổ lắm, có đúng không? Đấy, các ông này, thông qua cái video này các ông thấy này. Người Việt Nam này khổ này mà cứ ăn uống như thế này thì chết dở. Đấy, anh em. Cứ đánh chén suốt này thôi. Người Việt Nam đấy, các bác thấy đấy. Cuộc sống người Việt tại Nga coi là cứ đánh chén ăn uống suốt ngày này. Không, đồng nghĩa là nó tháng 9 này nó hết khẩu thì nó lại về, không là nó lại sang nó làm. Bỏ đây chú cầm cho. Con trẻ con này có ăn được kiểu không? Có ăn kiều mà. Kiều nó ăn được mà anh. Cứ gắp vào cho nó ăn. Đấy, lấy kiều cho nó ăn. Kiều ngon. Bác cứ anh cứ để đấy chén đó. Có lấy được mà. Bé con này giống bố nhỉ, con này sau này lớn nên là sinh gái, giống bố. Con này giống bố lắm, sinh gái mà, mày giống bố, mặt nó dài dài giống bố, da trắng, mặt nó dài giống Vĩ. Nào, để phát cho nó hoành tráng. Mời các bà mâm dưới nhá. Mời cả nhà nhá. Bà Hiền có làm tí gì không kìa? Bây giờ thì là anh em bạn bè đã đến rất là đông vui rồi. Thịt đã nướng xong rồi. Bây giờ là xin mời tất cả quý vị khán giả trên kênh YouTube ăn tiệc thịt nướng cùng với cả anh em chú cháu chúng tôi nhé. Này bữa tiệc rất là ngon. Vũ Linh, vợ chồng Vũ Linh đứng lên tổ chức mời anh em bạn bè. Vũ Linh mới ở Việt Nam sang này. Ba phải đấy. Bánh mì rồi hoa quả là đầy đủ hết nhé. Có cá này một đòn này. Tình thế.
Hà Đồng vào rót rượu ra đi. Anh em một số anh em các cháu là ở ngoài kia lướng, còn một số ngồi trong này ăn trong này, một số thanh niên thì ngồi tại ngoài kia ăn ngoài kia. Quý vị và các bạn khán giả trên kênh xem thì hãy đăng ký ủng hộ kênh nhé, để cho kênh ngày một đông người hơn biết đến cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh ngày một phát triển, và các bạn xem thì hãy cho mình một like, một lượt chia sẻ để mọi người biết đến nhiều hơn. Để chứ khỏe mình là được. Chị chắc trước đi. Để nó kinh đây đi chứ. Ê, hả? Chỗ, sao? Chị khuất mà này. Chắc trước đi. Đấy là chị làm gì? Khuất anh Nga bằng gốc với một gấu. Cả một gấu. Đây thịt cừu lướng là có gia vị này để chấm đây các bác này. Gia vị chấm cừu này. Đây là dưa chuột bom lộng này. Ôi, con anh Toán. Càn này. Đó bánh mì á. Bánh mì. Đó, anh ngồi xuống đi. Tuân vào ngồi đi. Nào ông Linh có phát biểu gì thì phát biểu đi. Thôi phát biểu ra quả hạ cánh an toàn này. Xin mời tất cả khán giả ăn tiệc uống rượu cùng mấy cả bạn bè anh em chú cháu chúng tôi nhé. Bữa tiệc rất là đông vui. Vĩ đến chưa? Vĩ vẫn chưa thấy đến à? Tuân bảo Vĩ vẫn chưa thấy đến à? Có à? Nhưng mà chưa thấy. Chưa thấy đâu. Đâu rồi? Đâu rồi? Đồng lên. Sao đường ở Phú Sóng ở khu vực nào Vĩ? Bây giờ mới ra. Thì muốn gì trước nhỉ? Kêu trước đi. Món sợi tiểu kiều mà không còn hết nè. Thôi nhá, có lẽ cái video này mình xin kết thúc tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trên kênh YouTube vào những các cái clip tiếp theo trên kênh YouTube về miền Tuyết Trắng. Xin chúc tất cả quý vị và các bạn một tuần mới vui vẻ, thật nhiều niềm vui nhé. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.